Giả sử như cái dây mạng của các bạn nó bị chuột kháo hoặc là bị chó nhằn, bởi vì cái trường hợp này nó cũng gặp khá là nhiều. Và mình sẽ làm cái video gọi là mang tính chất là chỉ dẫn và thêm một cái tính chất gọi là giải trí cho những cái bạn mà chưa biết. Nếu như mà cái dây mạng của các bạn bị đứt hoặc bị chuột kháo, hoặc các bạn muốn nối dây cho nó dài ra, thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn mượn một cái kìm bấm, gọi là cái kìm bấm đầu J45 về bấm. Mua thêm mấy cái đầu J45 nữa về bấm vào hai cái đầu dây của cái dây mạng, sau đó kết nối vào cái cổng giống lúc nãy mình đưa cái hình ảnh lên. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là các bạn tự làm lấy, và mình thì mình ưu tiên cái cách thứ hai, bởi vì làm lấy nó vừa tiện lợi, vừa nhanh, vừa đơn giản, vừa đỡ vừa mất công. Vậy thôi, bởi vì đơn giản là cái đường dây mạng là nó tiếp xúc, ở đây là nó dẫn tín hiệu qua thép đồng, chứ nó không phải là dẫn tín hiệu qua cáp quang hay là cái gì cả mà không nối được. Thì các bạn chỉ cần tiếp xúc nối hai cái điểm với nhau cho nó tiếp xúc thật tốt là coi như cái mối nối đó là đảm bảo. Thì trên cái dây mạng đó thì nó gồm có gọi là 8 đường dây và chia ra làm 4 cặp. Mỗi cặp nó có một cái màu riêng biệt khác nhau. Thì cứ mỗi màu riêng biệt nó đi với một cặp và có một màu khác. Một màu riêng với lẫn với một cái dây màu trắng nằm bên cạnh. Thì các bạn cứ nối từng cặp một, dây màu trắng thì với dây màu trắng của từng cặp một. Đúng màu, đúng cặp. Như vậy là các bạn có thể nối được cái dây mạng, nói truyền tín hiệu mà không vấn đề gì. Bởi vì ở đây chẳng qua là nó truyền tín hiệu tiếp xúc giữa đồng với đồng. Thì các bạn chỉ cần làm sao đó cho nó tiếp xúc tốt là được. Là nối xoắn lại cho nó nhanh như cách mình đang làm. Tức là xoắn một đoạn khá dài để nối.
mạng của bạn bị chuột cắn hay là bị chó kháo nó bị mất mạng thì các bạn cũng có thể nối lại với nhau bằng cách này, không vấn đề gì hết. Bởi vì mình đã từng nối vài video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.